lens của bạn bị mốc, màn hình bị sai màu, bạn cần dán skin mà chưa biết tìm ở đâu? Hãy đến ngay Tokyo Camera. Ở đây chúng tôi có những dịch vụ, nơi khác tính phí, chúng tôi lại free. Cần nét lens free, khử mốc lens free và cân màn hình cũng free. Ngoài ra còn dán skin máy ảnh mà mờ cực dính. Hãy đến ngay với Tokyo Camera để được chúng tôi chăm sóc như chăm em bé. Link dưới phần mô tả. Vâng, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tokyo Go. Thì như anh em cameraman cũng như là những anh em làm phim hay là làm bất cứ một cái gì kiểu YouTube hay là TikTok hay là mạng xã hội, thì chúng ta sẽ biết là quay video để mà lên hình như sóng như mình đây thì chúng ta sẽ phải sử dụng đó chính là micro. Thì micro hiện tại thì có rất nhiều hãng, nổi tiếng nhất thì có Rode này, có Saramonic, thì là hai cái mic mà anh em thường xuyên sử dụng, cũng như là một vài hãng khác như là Boya các thứ thì có rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em đến một hãng mic nữa. Thực ra là ở Việt Nam thì anh em không chuộng cái hãng này, mà gần như là kiểu mình cũng thấy ít người biết đến cái hãng Sinco. Đây là Sinco. Đây là một hãng đến từ nội địa Trung Quốc. Thì họ đã có rất nhiều sản phẩm về micro rồi, kể cả mic shotgun hay là mic cùng dây hay mic wireless thì họ cũng đều có. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến anh em một cái micro. Thì đây chính là chiếc micro wireless, tên có mã là G1A1. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ đến anh em là cái micro này có gì đặc biệt nhá. Ok, thì về cái phần hộp ấy thì chúng ta cũng sẽ không có gì nhiều cả. Đây, chúng ta khi mà mở hộp ra các bạn sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng này. Chúng ta sẽ có một cái hộp chống sốc được làm khá là đẹp và được in logo Sinco ở trên này. Và một cái hộp này thì mở ra thì chúng ta sẽ có đó chính là một bộ mic. Thì ở đây chúng ta sẽ chỉ có là một mic đơn, bộ G1A1 này thì sẽ chỉ là một mic, một bộ receiver và một bộ transmitter, nó sẽ một thôi chứ nó không phải là hai mic. Về cơ bản thì cái thiết kế của cái mic này ấy, thì các bạn có thể để ý thì nó cũng khá là giống so với những cái mic wireless khác kiểu như là Saramonic hay là Rode, thì nó cũng có cái thiết kế tương tự như vậy. Và chất liệu làm chủ yếu nó là nhựa, tuy nhiên ấy, thì cái mặt mà các bạn sờ sử dụng này nó là cái nhựa, nhưng mà nó không phải là nhựa bóng, không phải là nhựa sần, mà nó là kiểu nó hơi kiểu có một lớp nỉ nỉ ở trên ấy, cảm giác cầm rất là chắc tay và sờ, nói chung là sờ rất là sướng. Đây là cái bộ receiver, thì có nghĩa là cái bộ thu ấy, thì ở trên này chúng ta sẽ có hai cái đèn thông báo này. Chúng ta sẽ có cả cổng cắm tai nghe trực tiếp ở đây, chúng ta có một cổng truyền âm thanh về máy ảnh. Bên này thì chúng ta có nút link và một nút tăng giảm cái gain, đây là tăng giảm âm lượng của cái micro này. Cổng sạc thì chúng ta sẽ nhận là cổng Type-C và nút ở bên này là nút nguồn. Phía bên micro bộ transmitter thì nó cũng tương tự như vậy, về gần như là hai cái này thiết kế nó giống hết nhau, nó chỉ có khác nhau là ở đây thì nó sẽ có thêm một cái micro nữa và một cái ngàn lắp bông. Bên này thì chúng ta cũng sẽ có một cổng để lắp một cái mic rời và một cổng sạc Type-C, cũng như là một nút nguồn, cũng như là kiêm cả nút mute luôn. Bên này thì chúng ta có một cái lỗ rất là nhỏ để reset cái connect của cái mic này, và một nút ở đây là một nút low cut, và low cut là gì thì mình sẽ chia sẻ thêm, và một nút link. Đó, về cơ bản là những nút bấm về sử dụng thì nó cũng khá là đơn giản. Các bạn biết rồi đấy, phụ kiện của Trung Quốc mà thì luôn luôn là rất là nhiều và đầy đủ. Thì ở đây trong hộp chúng ta sẽ có vài cái túi nữa, bây giờ mình sẽ bóc hết ra cho anh em xem. Thì tất cả đều bọc trong một cái túi đen. Thực ra thì nó sẽ có là một cái bông lọc gió này, một cái bông lọc lại còn hơi trắng trắng, hơi phải trắng trắng một tí, nhìn trông khá là hay. Một cái kẹp để giữ cái micro rời, và một cái que để chúng ta có thể kích hoạt nút reset. Đây là gần như cái kiểu cái que chọc sim ấy, Trung Quốc có rất nhiều que này. Ở đây thì chúng ta lại có một cái bông lọc của cái mic cài áo nữa. Đây như mình đang có, đây là một cái mic cài áo này, đấy, các bạn nhìn thấy mình thì mình đang sử dụng rồi. Và đây chúng ta sẽ có một túi nữa, túi thứ hai. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái dây kết nối giữa micro, giữa cái bộ receiver này đó, và tới máy ảnh. Thì nó cũng là hai dây 3.5, tuy nhiên thì ở trên này nó đều in cái logo là máy ảnh hay là và micro, thì nó sẽ in đầu để các bạn cắm cho chuẩn. Bởi vì các bạn cắm sai đầu thì cái mic này nó sẽ không nhận, mình đã thử rồi thì nó không nhận. Chúng ta sẽ có thêm một cái dây nữa, đó chính là dây kết nối giữa cái micro này và với cái điện thoại. Có nghĩa là các bạn nào mà kiểu quay vlog hay là quay mà không có máy ảnh ấy, thì chúng ta có thể mua bộ này về và kết nối với cái điện thoại, cắm vào điện thoại cũng được nhá. Chúng ta sẽ có thêm một cái mic rời nữa như mình đã nói. Thì cái mic này nó sẽ sử dụng cái ngàm này để kẹp, và chúng ta sẽ gắn lên cổ áo như thế này. Nó khá là tiện, mặc dù là receiver nhưng vẫn có thêm mic cài áo. Thực ra là các bộ mic wireless ấy, thì mình cũng thích là họ sẽ tặng thêm cái này.
đó thì mình sẽ tiện lợi trong việc sử dụng và thuận tiện hơn cho những cái, ví dụ như mình có mặc những cái bộ mà không có túi hay là không có những cái chỗ để cài thì có cái mic cài nó vẫn sẽ tiện lợi hơn. Và đây, cái đặc biệt nhất của cái bộ Syncho này đó chính là cái sạc, thì chúng ta không phải là sạc đơn từng cái mà là chúng ta có một cái cụm sạc hai đầu luôn, hai đầu Type-C luôn và một cái đầu USB. Thì cái sạc này các bạn có thể sử dụng để cắm cả sạc điện thoại, cả sạc mic cùng một lúc. Thì cái bộ này là hai bộ Type-C vậy nên là họ sẽ cho đầu chia đôi luôn, cắm cùng một lúc rất là tiện. Và tất cả thì đều được đựng trong một cái hộp như thế này. Thì đây các bạn khi mà mua về các bạn có thể nhét hết tất cả vào đây. Nên mình thấy cái túi này thì nó tiện đấy, tiện hơn so với những cái mic như là kiểu của Saramonic hay là của Rode thì họ không có những cái túi kiểu như thế này, mà bây giờ mua túi của họ rất là đắt. Đấy, khi mà mình nhét vào thì mình nhét được hết tất cả các phụ kiện vào đây thì nó không sợ bị vướng hay không sợ bị gì cả. Và các bạn có thể cất những cái này gọn gàng mà không sợ là kiểu các bạn di chuyển nó bị va đập các thứ thì nó sẽ không bị hỏng. Đây, tất cả nó sẽ được cất gọn vào trong một cái hộp như thế này. Và nó cũng không tốn quá là nhiều diện tích, các bạn có thể cất vào trong ba lô nhỏ gọn, tiện lợi. Thì đó là về phần những thứ xung quanh kiểu như là thiết kế, rồi chúng ta nói đến cái phần dây dọa lằng nhằng và phụ kiện các thứ. Thì bây giờ mình sẽ tập trung vào cái phần chính, đó chính là cái phần âm thanh của cái micro này. Thì xin phép anh em là mình sẽ đổi mic để cho anh em test thử, nghe thử xem là chúng ta sẽ kết nối cái mic này như thế nào. Và những cái âm thanh mà anh em đang được nghe và được lắng nghe thì là được chuyển từ cái bộ mic Syncho G1A1 này. Thì không biết là chất âm anh em cảm thấy nó như thế nào. Thì đây sẽ là cái mic trực tiếp ở trên này và mình không gắn bất cứ một cái gì lên, lọc gió mình cũng không gắn. Và chúng ta sẽ có cả một cái mic rời không dây nữa, thì tuy nhiên thì mình sẽ không test ở đây. Thì Syncho họ có nói với mình là con này ấy, thì nó có một cái tính năng đó chính là 180Hz low cut. Thì như lúc đầu ấy, mình có giải thích với các bạn low cut là gì, thì có nghĩa là low cut là họ sẽ bỏ những cái âm trầm. Low có nghĩa là trầm, thì họ sẽ cắt bỏ những cái âm trầm đi. Bạn nào mà chuyên về âm thanh hay là ấy thì hiểu về cái thuật ngữ này. Thực ra thì mình thì cũng chỉ hiểu cơ bản là nó bỏ những cái phần âm thanh trầm đi thôi. Còn ở đây thì nó có ghi là 180Hz, thì có nghĩa là những cái âm thanh trầm ở cái mức 180Hz nó sẽ bỏ đi. Đó, thì nó sẽ bắt được những cái kiểu những cái quãng cao hơn là so với việc là chúng ta sử dụng cái âm trầm nó bị đè. Ok, và cái micro này thì chúng ta sẽ được sử dụng đó là chính là cái phần giao thức kết nối không dây với tần số là 2.4GHz, và có nghĩa là cái khoảng độ rộng của nó sẽ tốt. Tuy nhiên thì cái khả năng xuyên thì nó sẽ không được tốt như là ví dụ như chúng ta có cả 5.8GHz thì nó sẽ xuyên tường tốt hơn. Thì cái mic này thì chúng ta sẽ không xuyên được. Và thêm nữa thì hãng cũng quảng cáo rằng là cái bộ mic này nó có một cái khoảng sử dụng rất là tốt. Có nghĩa là ở đây như trên hộp các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta có khả năng kết nối lên tới là từ 40m cho đến 70m tùy vào điều kiện các bạn sử dụng. Thì có nghĩa là từ 40 đến 70m thì mình nghĩ rằng là rất là đủ dùng cho những cái bạn nào mà hay quay vlog cá nhân hoặc là quay những cái video mà cần đến âm thanh kiểu mà nó thu toàn toàn ấy, thì 30 đến 40m là khá là ok. Thì cái mic này thì mình đánh giá là cái độ xa cũng như độ rộng thì sẽ là tốt. Tuy nhiên thì mình sẽ có những clip test riêng, bởi vì bây giờ đang là dịch thế nên là mình cũng không có ra khỏi nhà được. Mình sẽ chỉ cố gắng là quay clip trong nhà cho anh em xem thôi. Thì đó, video vừa rồi là mình đã giới thiệu đến anh em chiếc mic Syncho G1A1, là một mic đến từ thương hiệu của Trung Quốc. Thì mức giá thì mình cũng chưa có mức giá cụ thể, tại vì là mình cũng chỉ mới được họ gửi cho sản phẩm và để sử dụng trải nghiệm thôi. Thì mức giá thì mình sẽ để cái link tham khảo ở dưới, anh em có thể xem ở trên Tokyo, bọn mình có đưa thông số rồi, nhưng mà giá thì mình sẽ xin phép là cung cấp sau. Thì không biết là anh em đánh giá sao về cái chất âm của cái mic này. Từ nãy đến giờ mình đổi mic rồi nhá, và mình đang sử dụng một cái mic, mình cũng đang sử dụng một chiếc Syncho, thì bây giờ mình sẽ đổi sang chiếc G1A1 này để cho anh em xem rằng là cái chất âm từ lúc mình đổi mic cho đến bây giờ anh em như ra sao, thì hãy để lại bình luận phía dưới. Còn ok, thì video mình giới thiệu về chiếc G1A1 này thì nó cũng sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi, đừng quên để lại cho Tokyo Go một like cũng như là một subscribe nhá. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.